Xin chào các bạn, thì nhiều bạn điện thoại hỏi mình là sao có cái tiệm mà bắn không chính xác, đạn lên xuống trái phải. Thì mình sẽ nói với anh em là cho bộ rào lá gió này là rất là nhiều nha. Anh em mà sợ lá gió nó mòn hay là lòng mình trọng, lực hơi nó không ổn định, nó lúc mạnh lúc yếu thì đạn nó không chính xác được nha. Đó, thì lá gió nội mình á, đường kính nó nhỏ, nó gió nhập nha. Thì hàng nhập với hàng nội là sao phân biệt được, cầm hai lá gió lên nè. Thì hàng nhập là sao có đốc số nha, có số nè, chất liệu nhựa là những cái viền này nó trong khe, thấy không, nó dai hơn, nó đỡ cái nhựa tốt hơn nha. Đó, quan trọng nhìn cái viền lá gió nó trong khe này. Còn Hà Nội nè, nó ở sao nó không đúng số, nhìn chất liệu như cái viền nhựa này đục ngầu à, đưa hai cái lên này thấy khác liền, thấy không, ở trong khe đục ngầu nè. Đó, nhựa này nó giòn hơn, dễ bể hơn nha. Cái điều nhất là điều hai là quan trọng là cái đường đường kính này, Hà Nội nó nhỏ hơn nhập nha. Để mình chứng minh cho coi, Hà Nội nè, bỏ vô nè, cái ống này 25 ly nè, bỏ vô nè, thấy không, đóng le thấy không. Còn cái hàng nhập viên nè, có số nè, cái gì ở trong khe nè nha, bỏ vô nè. Đó, đã vô cái này, cái này rất là cứng, thấy không, rất là cứng, cái rõ được kính này lớn hơn, nhập lớn hơn. Nên mua chọn lá viên đi, nếu mà cái lòng nó mòn. Còn em mà xài viên mà về mà nó hơi lỏng cái gì đó, lỏng nhiều quá đó, mình sẽ lấy gió silicon tăng cốt lớn lên, 53, 54, 55 rưỡi rồi hết luôn nha, tăng lớn lên cho nó khít, thì nó khít được hơi ổn định đó. Nó mới chính xác được. Cho nên mà lúc mạnh lúc yếu là nó hở hơi rồi, nó không được nén được, đạn không căng được, đạn ra không chính xác được. Đó, thì bên mình có chuyên gió nhập thôi, chứ Hà Nội quýt bán lắm nha. Nhập thì chất lượng nó tốt hơn. Đó, có tem đầy đủ luôn nha. Rồi anh em cần alo số Hà Nội để mình tư vấn cho nha.